Hãy an nghỉ, thật đau lòng. Hãy an nghỉ, những người anh em của tôi, huấn luyện viên Kiatisak Senemiwang viết trên tài khoản mạng xã hội. Nhà cầm quân có biệt danh Zico đã nhận được tin dữ ba thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thảm khốc khi họ vừa mới trở về Thái Lan. Huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ sự xót xa trước thảm kịch này liên quan đến việc mất đi cầu thủ, huấn luyện viên và bác sĩ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Ông mong rằng tất cả mọi người sẽ sớm vượt qua sự mất mát này và tìm được an nghỉ trong tâm hồn. Những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng chia sẻ nỗi đau này trên mạng xã hội, thể hiện tình cảm với những người thầy, người bạn và đồng đội đã ra đi. Người tiền đạo của đội U23 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt chia sẻ hy vọng những người đã ra đi sẽ yên nghỉ và những ký ức về họ sẽ luôn ở trong tâm trí mọi người. Sự thương tiếc và lòng chia buồn lan tỏa rộng rãi khi nhiều cầu thủ và huấn luyện viên của các câu lạc bộ khác cũng đăng tải hình ảnh đen trắng và lời chia buồn đến đồng nghiệp. Huấn luyện viên Veliza Popov của câu lạc bộ Thanh Hóa thể hiện ý muốn hoãn trận đấu với Hà Nội FC để tôn trọng tinh thần của các nạn nhân và cho họ thời gian để đối mặt với sự thất vọng. Tuy nhiên, do lịch thi đấu đã được định sẵn, ban tổ chức không thể thay đổi kế hoạch thi đấu. Trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh là một trong ba thành viên Hoàng Anh Gia Lai gặp tai nạn và đã không qua khỏi. Các tổ chức bóng đá và câu lạc bộ khác cũng đưa ra lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của những người đã mất. Sự thất vọng và thương tiếc nặng nề vẫn còn hiện hữu, tạo nên một không gian tĩnh lặng của đau thương và hy vọng cho họ được an nghỉ và yên bình.